Hello, xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn một cái hệ thống của tôi về cái Ichimoku. Thì đầu tiên chúng ta phải làm quen với cái hệ thống này. Thì chúng ta có 6 cái thành phần mà chúng ta cần lưu ý. Đó là cái đường giá và cái Tekansen là đường màu hồng, và cái Kijunsen là đường màu nâu, và cái mây được cái mây. Tiếp tục là có đường Chiku, đường màu xanh nước biển đây. Và cái đường màu vàng đó là cái đường giao găm. Thì tôi giải thích cái đường cái ao sen thì được tạo ra bởi Tekansen và Kijunsen, là cái mây mà nó không được tô. Ở đây đó là tôi gọi nó là ao sen để tách bạch ra cái mây có tô và cái mây không tô như bình thường. Thì chúng ta đang có cái tiếp theo là tôi gọi nó là cái giao găm. Thì cái giao găm này nó là 4 lần cái time frame của cái Kijunsen, gấp 4 lần lên. Thì chúng ta đang có cái giao găm là cái hỗ trợ và kháng cự cho cái đường giá và cho cả cái Chiku. Thì ở đây cái trạng thái giá mà mạnh nhất trong cái hệ thống này đó là khi mà Tekansen, Kijunsen nó nhập lại thành một và nó hướng lên. Người ta gọi đó là bích phi tiên. Bích phi tiên có nghĩa là hai cái kiếm nó xoắn vào nhau tạo thành một đường và đi lên, đó là hợp bích phi tiên. Đó là một cái trạng thái bùng nổ, có xu hướng tăng mạnh. Và cái trạng thái mạnh tiếp theo đó là con bò, thì nó cũng hợp bích. Và nó cũng đi lên, mà đi lên với hai cái kiếm này đi lên, nhưng nó không hợp lại thành một đường. Như vậy đó là một cái trạng thái con bò, không, nó sẽ có cường độ nhẹ hơn so với quả bom này, cường độ tăng nhẹ hơn. Tiếp theo một cái trạng thái tiếp theo là cái trạng thái vượt mây là BM. Nó chỉ cho rằng là cái Chiku nó vượt hết tất cả các làn mây đi lên. Đó là một cái trạng thái khá là tích cực. Rồi cái trạng thái tiêu cực mà mạnh tiếp theo đó là bom. Thì có quả đầu lâu đây, có cái đầu lâu đây. Và chúng ta thấy khi mà hai cái kiếm nó hợp lại thành một và nó đi xuống, có nghĩa là báo hiệu cho chúng ta thấy một cái trạng thái giá sẽ giảm mạnh tiếp theo. Rồi cái trạng thái thứ hai là nó cũng hợp bích lại và nó cũng đi xuống, nhưng do đi xuống thì nó lại tách ra, cho nên nó đạt cái trạng thái là giảm giảm nhưng mà nó nhẹ hơn so với bòm, đó là con gấu. Rồi cái trạng thái tiếp theo đó là cái trạng thái chui mây. Khi Chiku chui hết các làn mây thì nó cũng cảnh báo cho chúng ta biết là cái điều tiêu cực nó sẽ sắp diễn ra. Trên đây là những cái hệ thống và chúng ta thấy có một cái trạng thái tiếp theo đó là trạng thái mà chúng ta thấy ở đây, đó là trạng thái cái con ngón tay number one đưa lên. Đó là cái trạng thái mà giao thời, có thể khả năng nó sẽ thay đổi cái xu hướng trong tương lai. Có nghĩa là những cái nó có sẽ đảo ngược xu hướng, thay đổi cái xu hướng. Đó là cái trạng thái mà có thể thay đổi cái xu hướng trong tương lai. Thì ở đây chúng ta phía dưới chúng ta đã có cái trạng thái là uptrend, cái trạng thái downtrend, những cái trạng thái mà thay đổi là có cái ngón tay này. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe một số cái giải thích, một số cái trạng thái mà chúng ta sẽ làm việc trong suốt quá trình trong trong cái kênh này. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và đừng quên subscribe, like, share cho cái kênh YouTube này. Xin cảm ơn quý vị.